Rồi ở đây các bạn sẽ làm nè. Thứ nhất là các bạn mở cái mail các bạn ra. Các bạn dùng cái mail FPT luôn đi. Rồi sau đó chúng ta mở cái Google Drive của tài khoản của mình. Mở Google Drive. Các bạn sẽ tạo một cái thư mục DOM 102 Email Marketing. Chúng ta sẽ tạo một cái thư mục bên trong á của cái Google Drive của mình. Đây, các bạn sẽ điêu. Từ từ, sao nó đang chậm rồi đây? Nó đang mạng nó hơi chậm. Các bạn điêu một cái folder và các bạn đặt tên là DOM 102. Ở chỗ này các bạn sẽ cho thầy cái số thứ tự của các bạn, bỏ chữ email đi tại vì nó dài quá, mình nhìn nó hơi khó nhìn. Số thứ tự của các bạn có dấu cách cũng được, chỗ số thứ tự ví dụ như là của thầy là 00 đi, rồi bình đó, thì các bạn đang có được cái thư mục của mình nè, số thứ tự nè, tên nè. Trong cái thư mục này chúng ta sẽ chuẩn bị cái gì? Trong đề người ta yêu cầu là tìm hiểu nguồn email khách hàng. Như vậy các bạn sẽ vô đây giúp cho thầy mở một cái Google Doc ở ngay trên cái Google Drive của các bạn. Mở Google Doc chỗ này kế hoạch. Thu thập email khách hàng. Vậy kế hoạch của các bạn ở đây là gì? Thì chúng ta dựa trên này có một số cái. Tìm kiếm email khách hàng ở đâu? Mình có thể là liên hệ với công ty nào cung cấp. Mình xây dựng cái Google Form. Như vậy chỗ này bạn sẽ lên kế hoạch cụ thể. Một là làm gì, ví dụ như là hỏi thăm bạn bè người thân, ví dụ vậy. Vậy đó là hỏi thăm bạn bè người thân. Cái thứ hai là bạn sẽ làm gì ở đâu, ví dụ như là bạn sẽ sử dụng cái outsource ở đây mà chúng ta nói nè. Đó, tức là một cái cung cấp, một công ty cung cấp, bạn sẽ search trên mạng xem thử là ai có thể cung cấp email cho các bạn. Rồi bạn dùng Google Form. Và kế hoạch của bạn còn có cách nào khác nữa không? Thì bạn cứ đưa vô đây. Được chưa? Rồi, trong cái này thì dự kiến của bạn lấy được bao nhiêu mail? Outsource của các bạn, ví dụ như là có công ty A cung cấp cái gì, thông tin của công ty A này muốn liên hệ thì sao, số điện thoại nhiêu, web nhiêu, tức là mình sẽ cung cấp cái thông tin của công ty A. Ví dụ với công ty B, với đơn vị B thì mình cũng có đơn vị B thì mình cũng có những cái thông tin liên quan đến cái đơn vị B này. Và ví dụ như chỗ này thông tin liên hệ phải, ví dụ như là chi phí mà mình phải bỏ ra là bao nhiêu nếu như mà mình muốn. Tức là khi mà người ta có được cái kế hoạch này, ví dụ như là bạn là người xây dựng kế hoạch, nhưng mà với một cái kế hoạch marketing như vậy á thì không phải một mình bạn chạy, mà sau này bạn giao cho nguyên team bạn chạy. Vậy thì bạn A sẽ liên hệ với công ty A, bạn B liên hệ với công ty B, chỉ mỗi một việc lấy mail thôi. Nhưng mà trong vòng một ngày cái team của mình phải hoàn thành để ngày mai làm tiếp việc khác. Cho nên cái phần thông tin mà các bạn thấy có gì thì các bạn sẽ đưa thông tin cụ thể mà đơn gọn nha, chứ không phải là chép nguyên tất cả cái gì người ta có vô đây. Mà các bạn làm sao mà các bạn là leader đó, các
các bạn là người quản lý cái team này thì các bạn xây dựng kế hoạch từ Google Form, chú ý giùm thầy. Rồi từ Google Form chỗ này thì bên này các bạn quay trở lại cái right của các bạn. Các bạn sẽ new ở đây một cái Google Form. Như vậy khi mà các bạn có được cái Google Form này, các bạn ví dụ như là giới thiệu cái tiêu đề này á, các bạn là đến khách hàng á, cái tiêu đề này nè, hoặc là ví dụ như là PT đi, mình ghi cái tiêu đề gì Khang theo em? Đúng rồi, không thì suy nghĩ thử coi, mọi người suy nghĩ thử coi, cũng có thể chữ xinh đẹp, đó là keyword là PT hot đúng không? Rồi ok, đó đó cũng là một cái đó các bạn. Các bạn muốn làm được marketing cho phòng gym thì các bạn đi tập trước đi cái này. Hot đúng không? Ok, rồi cảm ơn em. Để thầy thử nào. Cũng hay mà. Không, bây giờ là cái ý tưởng của chúng ta như vậy, mỗi bạn tự nghĩ ra một cái tiêu đề gửi lên đây giúp thầy Zalo đi. Tức là tiêu đề liên quan đến một cái buổi PT đó, một cái gói tập của phòng gym á, thử các bạn nghĩ ra thử coi. Ví dụ như hồi nãy hả? Đúng rồi, mỗi bạn nghĩ ra một cái tiêu đề giúp thầy. Nhưng mà quay lại cái trang này thì chị đâu vậy? Em quay trở lại ví dụ như là mình đang ở trong Google Doc nè. Thì em qua cái thẻ trên này nè, Drive nè. Thì mình tạo ra cái form, thì nó là form đây. Đó, nó nằm ở trên cái phần web hết các bạn. Đây, mở form ra. Như vậy chúng ta sẽ ghi là tập 3 buổi nhiều đúng không? 2 buổi đó rồi. Rồi ok, tập 2 buổi miễn phí. Cùng PT Hot Boy. Mỗi chiếc là 10 chữ đó này, trong cái đó là 10 chữ đó này. Hả? Tùy em chứ. Nhưng mà em sợ nó dài quá, tao không thấy nó đó này. Thì cái hồi nãy thầy nói đó, qua vòng gửi xe cái đã. Khoảng là bao nhiêu chữ này? Thì em cứ gửi thử vô mail của em đi là em sẽ thấy. À, còn PT 6 muối à. Cùng PT 6 muối hả? Rồi, ok ha. Nội dung của các bạn dưới này. Rồi, sau này. Thôi, tiếp nè. Tiếp tục các bạn sẽ bấm vô chữ send giúp cho thầy. Mặc dầu mình chưa có send. Các bạn bấm qua đây. Các bạn bấm short URL. Nó lấy cái đường link ngắn, copy bỏ vô kế hoạch giúp thầy Google Form 1, chỗ này là A. Ví dụ như là bạn có cái form này, bạn cho đối tượng của chúng ta là đối tượng nữ trẻ với nữ già khác. Rồi ok, ví dụ như vậy cũng là form, nhưng mà kế hoạch của các bạn như vậy là với cái Google Form này là mình gửi cho nữ trẻ, với Google Form khác mình gửi cho nam, với Google Form khác mình gửi cho những người lớn tuổi, vân vân. Thì các bạn sẽ có cái kế hoạch cụ thể ở đây. Như vậy mình đã có được gì rồi nào? Thứ nhất là cái kế hoạch, cái plan của các bạn. Cái thứ hai là bạn xây dựng được cái Google Form. Và chỗ này chưa gửi nha, mình chưa gửi đi đâu hết, mà chúng ta sẽ quay lại cái Google Form của mình. Ở đây nè, mình đang soạn, nó là question thì mình có cái đang soạn. Cái thứ hai là bạn vô bạn xem cái cấu hình của nó một cái,
cái mail của các bạn cực kỳ quan trọng các bạn. Ở chỗ này chúng ta sẽ vô cái phần setting nè. Setting chúng ta nhìn lại. Ví dụ như là bạn dùng email cá nhân, còn thầy đang dùng email của trường, thì nó có cái phần là collect email address. Như vậy thì chỗ này cực kỳ quan trọng các bạn. Cực kỳ quan trọng. Ví dụ các bạn đưa cái Google Form này không phải qua email, mà các bạn đưa qua Facebook, các bạn marketing trên Zalo, vậy thì đâu có email đâu. Trong cái form của bạn, các bạn ghi là yêu cầu email. Email. Ở dưới này, bạn cho người ta nhập vô email. Nhập vô email. Bắt buộc. Bắt buộc nhập. Và khi các bạn đưa cái form này lên, chắc là cái email này đúng không? Chắc không? Nãy thầy mới chỉ xong. Nhiều khi gõ sai, cố tình gõ sai. Nhiều khi vô tình gửi sai. Vô tình thôi. Cũng sai. Nhiều khi cố tình gửi sai. Khỏi đi cưng, bắt buộc. Ví dụ như chỗ này của mình là thấy 6 múi là ngon rồi ha, muốn đi tập ha. Bây giờ chỗ này chúng ta sẽ làm một việc setting collect mail. Collect mail bắt buộc phải nhập sử dụng cái email mà đang thực hiện cái form này nè. Nếu như trên trình duyệt của bạn mà chưa đăng nhập mail thì không làm được. Bắt buộc bạn phải đăng nhập mail, bạn mới vô đây bạn điền thông tin được. Như vậy là bạn có chắc chắn rằng có mail không? Chắc chắn 100%. Mail đó là mail đúng luôn, không sai một tí nào. Bởi vì mình yêu cầu người ta phải cung cấp mail. Phải cung cấp mail thì mới được đăng ký. Còn nếu mà không cung cấp mail thì không đăng ký. Bởi vì một buổi PT của mình là 300.000 mà hai buổi là hết 600 rồi. Cho nên phải đăng ký mới có được. Anh phải cho tôi cái gì đó, ví dụ như thế. Thì tùy các bạn setup cái form của bạn như thế nào. Rồi, đó là những cái thông tin liên quan khi mà bạn thiết lập như vậy question chỗ này và setting, thì các bạn chú ý giúp cho thầy. Và sau đó các bạn chọn send để các bạn lấy được cái buổi chỗ này chúng ta sẽ lấy được cái URL ngắn. Và sau khi chúng ta lấy URL ngắn thì chúng ta lại paste nhau vào cái kế hoạch của chúng ta. Như vậy chúng ta đã làm được đến đây. Tìm kiếm nguồn thông tin dùng Outsource Google Form, bước số 1 mình đã làm xong. Được không? Như vậy chỗ này hình như thầy bị thiếu. Chỗ này thầy bị thiếu một cái. Mình chỗ này mình sẽ có là một la mã là bước 1. À, mình sẽ ghi chung vô đây đi. Kế hoạch email. Email marketing khách hàng. Khách hàng. Rồi, cái 1 của mình là thu thập email. Bước tiếp theo. Bước số 2 của mình là mình sẽ tiêu đề mail. Như vậy tiêu đề đây mình sẽ sử dụng nguyên cái cấu trúc này của mình, nó theo dạng là lớn bé đi. Rồi lớn bé. Tiêu đề mail 1. Cái này tab vô. Tiêu đề mail
Rồi, thu thập mail, tiêu đề mail. Như vậy trong cái tiêu đề mail này, các bạn sẽ giúp cho thầy khi bạn enter xuống đó là số 3 thì các bạn nhấn tab thì nó sẽ vô. Tiêu đề 1, tiêu đề 2. Chỗ này các bạn có thể ghi cái tiêu đề ở đây. Giống như hồi nãy mình sử dụng cái form. Ví dụ cái tiêu đề của mình là có cái form ở đây. Đây là tiêu đề 1. Page with L format. Đây là tiêu đề 1. 6 múi. Chỗ này mình có thể ghi cụ thể. Gửi đối tượng khách hàng nữ từ 18 đến 25 hoặc là 35. Tùy các bạn. Tùy các bạn. Cái này các bạn có phân hoạch đối tượng khách hàng tùy các bạn lên cái plan. Bởi vì các bạn học là chuyên ngành marketing đúng không? Thì cái này có mà. Phân khúc khách hàng tùy các bạn. Và chưa kể nha, chưa kể các bạn sẽ có đối tượng dành cho khách hàng thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao. Tuy các bạn có thể có những cái tiêu đề mà các bạn phân ra lý do tại sao bạn đặt cái tiêu đề này. Như vậy chỗ này tiêu đề 2, lý do tại sao là đặt cái tiêu đề này. Đó, thì các bạn có thể là chú thích ra đây. Tương tự như vậy, có 10 tiêu đề từ 2.1 cho đến 2.3. Bạn cứ ghi tiêu đề trước, bạn nghĩ ra gì bạn ghi đó, rồi bạn đi theo sau cũng được. Yeah. Như vậy mình đã đến cái bước này là tiêu đề kế hoạch của mình. Bây giờ đến cái tiếp theo, phần thứ ba, nội dung mail. Nội dung mail, chỗ này phần thứ ba, nội dung email. Thì quay trở lại cái Google Drive của mình, các bạn nêu cho thầy một file doc mới. Và trong cái file doc này chúng ta ghi nội dung email 1. Còn tiêu đề gì đó thì các bạn có thể ghi tiêu đề ở đây luôn. Tiêu đề ở đây luôn. Tại vì nó đi theo cái combo của mình. Combo là gì? Form, đối tượng, tiêu đề. Đây, cái form 1 là đi với đối tượng này. Vậy thì lúc này cái nội dung mail của chúng ta nó cũng đi chung luôn các bạn. Nội dung email 1, nó đi chung một combo luôn. Chứ tự nhiên mình giới thiệu cái tiêu đề là cho nữ trẻ, cái form là cho nữ trẻ, mà nội dung thì giới thiệu cho ông già đi tập cho khỏe. Là ông già ông vô ông thấy là PT 6 múi hot boy. Ok, tao vô đó tao tập cho khỏe, tao cần gì mấy thằng này 6 múi hot boy chỉ cho nó mất tiền. Đúng không? Cho nên là các bạn phải lên kế hoạch cho nó đúng. Đúng với lại cái của mình. Ví dụ như là nội dung mail 1 là cái gì? Thì các bạn soạn nội dung mail ở đây. Nội dung email. Được chưa? Kính gửi anh, kính gửi chị, kính gửi gì đó. Rồi phòng tập gym của tôi đang ở đâu? Rồi có những cái trang thiết bị như thế nào? Có đội ngũ PT ra làm sao? Chuyên nghiệp thế nào? Rồi sẽ cung cấp những cái thông tin đầu vào cho quý anh chị là cân đo đong đếm gì đó. Đưa ra một cái lộ trình tập hợp lý. Và đảm bảo là trong vòng 3 tháng thì sẽ được như thế nào, vân vân. Tất cả những cái đó các bạn sẽ gửi trong cái email này. Và chú ý, trong cái nội dung mail mà chúng ta đang nói, đôi khi những cái thông tin chung chúng ta copy inc, nhưng có một số cái keyword các bạn đổi cho nó phù hợp với từng đối tượng thôi.
chứ không nhất thiết là mỗi mail mỗi khác, mỗi mail mỗi khác, không có cách nào mà viết nổi đâu. Cho nên ví dụ như là giới thiệu về cái cơ sở vật chất của phòng tập là giống nhau, nhưng có cái gì đặc trưng đối với khách hàng nữ, có gì đặc trưng đối với khách hàng nam, có gì đặc trưng với người lớn tuổi, có gì đặc trưng với người trẻ, thì các bạn sẽ show ra đúng cái mà người ta cần, thì lúc đó người ta sẽ connect với các bạn. Được chưa? Ví dụ trong công ty của bạn, sản phẩm của bạn chăm sóc về sức khỏe, mặc dù là sản phẩm rất tốt, cung cấp được rất là nhiều những cái ưu điểm, nhưng mà với khách hàng trẻ người ta không quan tâm, bởi vì người ta đủ sức khỏe nhưng mà người ta cần đẹp. Còn đối với ông già, lúc này đôi khi ổng không cần đẹp mà ổng cần khỏe. Cho nên các bạn cũng là sản phẩm đó, nhưng mà email của bạn soạn nó khác, thì đến cái đoạn là soạn email. Được chưa nào? Trong buổi hôm nay các bạn làm đến phần này giúp thầy, làm đến phần này giúp thầy. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm ở bài sau là chúng ta sử dụng các công cụ quản trị cái việc marketing của chúng ta. Nó có cái plan luôn các bạn. Như vậy công cụ quản trị này nó có nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất, nó có thể phân loại khách hàng, nó có thể gửi mail theo giờ, nó vân vân, rất là nhiều thứ. Mình sẽ tìm hiểu những cái công cụ gửi mail chuyên nghiệp này. Và thầy có đóng khung hai cái công cụ hỗ trợ mà chúng ta sẽ tìm hiểu, nhưng mà sẽ buổi sau. Còn buổi hôm nay các bạn sẽ chọn cho thầy dòng sản phẩm các bạn kinh doanh, tìm kiếm nguồn email bằng cách nào, xây dựng một cái Google Form, nếu có thể xây dựng nhiều Google Form phù hợp với nhiều đối tượng, và xây dựng cái nội dung mail. Ở đây để là Word thì thầy đang cho các bạn là sử dụng trong cái Google luôn. Sau khi bạn soạn xong phần này, ở trong cái folder này các bạn, trong cái folder của các bạn nè, các bạn bấm vô đây, các bạn bấm chia sẻ, thấy chưa? Và các bạn chia sẻ đến bình TQ7 a@fpt.edu.vn. Các bạn soạn trên chính cái email của trường và các bạn chia sẻ đây với thầy. Ở trong này các bạn cho thầy một cái thông điệp. Thông điệp, bạn muốn thông điệp gì thì cái nội dung trong này. Xây dựng nội dung mail dưới dạng email với bố cục khác nhau để giám đốc chọn và giảng viên đóng vai trò giám đốc. Và các bạn đang là nhân viên, các bạn sẽ gửi cho thầy. Và nhân viên muốn gửi cho giám đốc, các bạn ghi cái gì chỗ này? Đó là nội dung của các bạn muốn gửi. Ha, các bạn cứ tự suy nghĩ ra xem mình đưa cái thông điệp gì cho giám đốc chỗ này để người ta duyệt kế hoạch của các bạn. Bởi vì các bạn chú ý nè, khi các bạn đi làm, đôi khi mình làm tốt chưa chắc thành công, nhưng mà làm không tốt thì chắc chắn thất bại. Ví dụ như cái này cũng là một cái yếu tố quyết định thành công. Bạn phải thuyết phục được giám đốc. Kế hoạch của bạn rất tốt nhưng mà ông giám đốc này ổng không đọc thì cũng gì. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, cũng chịu thôi. Cho nên đây cũng là một cái vòng gửi xe khác. Ông giám đốc ổng để tâm vô, ổng đọc thật là kỹ kế hoạch của các bạn, hay là ổng chỉ đọc hời hợt? Bởi vì có thể là trong cái đội ngũ sale của người ta nhiều lắm mà người ta chưa trả tiền cho bạn đồng nào. Bạn làm kế hoạch được không? Em về làm kế hoạch đi, trình cho anh đi, rồi anh mới duyệt. Nếu mà ok thì anh nhận em vô làm. Người ta đã, mình đang làm miễn phí cho người ta các bạn.
Nhưng nếu mà các bạn làm hời hợt, người ta không nhận thì bạn không có cơ hội. Mà bạn làm chỉnh chu, người ta nhận, quá tốt. Mà bạn làm là một cái sản phẩm cực kỳ tốt, tuyệt mỹ luôn, gửi cho người ta, người ta không nhận. Được không? Được, quyền của người ta. Nhưng đường nào đường mình cũng cố gắng làm chỉnh chu tí. Bởi vì thu nhập của các bạn tại thời điểm này là gì? Là gì? Tại thời điểm này là gì? Là điểm. Thu nhập các bạn đó. Bạn muốn thu nhập cao hay là thu nhập thấp là tùy các bạn quyết định. Được chưa? Làm chỉnh chu hay không là tùy các bạn quyết định. Được không nào? Đó là thu nhập của các bạn tại thời điểm này. Rồi, bắt đầu chúng ta làm.